Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ổ dịch COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, nhưng có hai điều may. Chiều ngày 8 tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết từ hôm qua đến nay, ông rất hồi hộp với ổ dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ổ dịch mới không liên quan đến ổ dịch tại Thành phố Chí Linh và Vân Đồn. Chúng ta không quá nặng suy ngược lại F0 từ nguồn nào, vượt biên đường biển hay đường bộ hay trong cộng đồng. Theo tôi, hiện nay tất cả nguy cơ như nhau hết. Chúng ta chỉ có thể kết luận được cái khó của Thành phố Hồ Chí Minh là có sang F2 rồi và ca phát hiện bây giờ đã nhiễm kha khá ngày, nghĩa là đã lây rồi, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra hai điều may của Thành phố Hồ Chí Minh, đó là chủng virus không phải chủng lây nhanh như ở Hải Dương và 10 ngày gần đây Thành phố Hồ Chí Minh làm rất tốt việc đeo khẩu trang. Nói về những việc cần làm ngay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh huy động tối đa năng lực lấy mẫu xét nghiệm bằng các nguồn khác nhau. Trong thời gian ngắn nhất, lãnh đạo thành phố và Bộ Y tế cần phát họa được bức tranh tình hình dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian đó, thành phố cần cân nhắc kỹ việc tổ chức giãn cách theo chỉ thị 16 toàn địa bàn. Thời điểm gần Tết này, chúng ta cần những quy định rất linh hoạt nhưng vẫn cần cảnh giác các hoạt động vui chơi đông người. Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá trong đợt dịch lây nhiễm thứ ba, các cơ quan liên quan đã làm rất quyết liệt, kịp thời và rất sáng tạo, có nhiều cách làm rất hay. Tóm lại, ổ dịch ở Vân Đồn, Quảng Ninh, Chí Linh, Hải Dương cơ bản kiểm soát được. Đà Nẵng trước đây mất 39 ngày mới hết, 23 ngày mới kiểm soát được. Lần này, hai tỉnh này chỉ có 3 ngày đã đuổi kịp, 8 ngày cơ bản kiểm soát được, ông Đam nói.